So Coping Chung comes to the table. 8 over the pocket. He's got to get good on the 9, though. That can be a little tricky. It's going to be interesting to see how he plays this. The extension available, so why not take it? Just to clear the mind. He's looking to play thin, but he's going to leave himself a testing 9. Yeah, you see how the cue ball just comes out? Okay, big shot coming up. With the 9 ball just off the cushion, though, you won't be as concerned about that far point, at least. In it goes. The defending champion draws first blood. Now, with the turnover of matches, as we see Gorscht's mistake on the 8, we haven't given you the scores for a while, so here goes. All of these last 64, of course. Sullivan Clark 6-5 up on Vitaly Pachura, who beat Fedor Gorscht in winners' qualification yesterday. Alex Pagulayan, blast from the past, 8-5 up on Alexander Kazakis. Mario He leads Konrad Yazushin 2-0. Marvin Assis 2-1 up on Wukong Lin. Chào mừng quý bạn trở lại với luồng live của Việt Nam Blast Motion ở giải đấu US Open năm 2024 against Zhao Grio at 9-5. Rồi, tôi đã có một cái sự cố về kỹ thuật cho nên là bị bỏ lỡ ván đấu cuối cùng của trận đấu giữa Joshua Fuller và Mickey Krause. Rất xin lỗi các bạn. Về phía ekip thì chúng tôi rất tiếc là trận đấu đó bị cắt giữa chừng. Kết quả thì Joshua Fuller đã giành và chiến thắng ở ván đấu cuối cùng và kết thúc trận đấu với tỷ số 19 các bạn nhé. Jeffrey Roder and Viktor Zielinski 1-1. Ryan, this has been Jonathan Pinnegar. Và đến bây giờ chúng tôi mới khắc phục xong cái sự cố và trở lại với các bạn ở ván đấu thứ 2 trận đấu của Coping Chung và Fedor Gorscht. Đây là trận đấu tái hiện lại cái trận chung kết của US Open năm ngoái. Now though, năm 2023 khi mà Coping Chung đã áp đảo Fedor Gorscht và giành thắng lợi với tỷ số 13-5. 8-7 for Elliot Sanderson over Kopin Yi, and I can tell you Albin Aushin has added another rack. He's now 8-6 up on Do Taekien. Yeah, the Elliot Sanderson match 8-7 over Kopin Yi and Imran Majid 8-7 over Melin. That's the same section. The winners are there. Cảm ơn các bạn 13-6. Cảm ơn bạn Phong Nguyễn. Đó là một trận đấu mà Fedor Gorscht đã khởi đầu tốt hơn. Tuy nhiên thì Coping Chung đã dần dần tìm lại được cái nhịp độ thi đấu và đến khi mà Coping Chung thăng hoa thì Fedor Gorscht đã không có được câu trả lời nào. Moritz Neuhausen, the German, who's beaten Estonia's Dennis Graber 10-6. Bây giờ chúng ta đang có những trận đấu rất hay đang diễn ra. Trận đấu của Mickey Krause và Joshua Fuller kết thúc với phần thắng thuộc về Joshua Fuller. Một trận đấu hiu hiu nhưng mà diễn ra phải nói là rất nhanh. Trong khi đó thì Đỗ Thế Kiên chúng ta đã bị Albin Aushin lội ngược dòng rồi. Tỷ số đang là 8-6 cho cái thủ người Áo. If you're hooked, that's when it usually means you're going to play the roll out. If a player can see the lowest ball, they'll always try and play some sort of shot. So in this case, Coping Chung is hooked on the blue two, so he's going to play a push out. He'll roll the cue ball rồi wherever he wants. Phá của Coping Chung ở ván đấu thứ hai. Tuy nhiên cú phá này đã bị đuôi con bi số 2 rồi. Coping Chung đang rất chậm rãi để đánh giá tình hình. Sau cú phá thì mỗi cầu thủ sẽ có 30, xin lỗi các bạn, có 60 giây để thực hiện cú đánh thay vì 30 giây ở cú đánh bình thường. Coping Chung sẽ thực hiện một pha đánh push out trong tình huống này. I don't think Fedor gives this back, you know, Phil. I think he plays the kick and stick. It lends itself. So this is what I was talking about. Fedor will weigh up the shot. Does he want to give it back to his opponent and let him play the kick and stick? Cú đánh push out ra một tình huống a băng.
So kick and stick is where the cue ball comes off a rail, then hits the ball, and it stops straight away. It sticks to the table. Let's see if you can get this one right. Một cú kick and stick rất hay của Fedor Goss. Còn các bạn nói gì thì nói, chứ bước vào trận đấu này, mặc dù Fedor Goss là cầu thủ đã giành đến hai danh hiệu lớn từ đầu năm đến giờ, một danh hiệu Whirlpool Master và một danh hiệu Whirlpool Championship, nhưng mà có lẽ là Corbin Chung vẫn sẽ được đánh giá cao hơn ở cái môi trường giải đấu US Open này, khi mà anh đang là đương kim vô địch. Is difficult enough that your opponent sort of wants to give it back. Do you know what I mean? But then it's a bit of a double-edged sword. Ra một tình huống có thể tấn công được dành cho Fedor Goss, nhưng mà mình không dám nói đây là một tình huống đơn giản, tại vì cú đánh công binh số 2 này khoảng cách xa và má tương đối thẳng. Vâng, ở cái giải thi đấu có bấm giờ như thế này thì thường các cầu thủ sẽ vào bàn, và những cái cú đánh mà họ chưa biết làm gì thì họ sẽ cầm luôn cả gậy nhảy, để đến khi ra khỏi bàn thì người ta sẽ đánh giá xem là sẽ a băng hoặc là nhảy bi. Thì sử dụng phương án nào thì họ sẽ sử dụng luôn gậy đó mà không phải trở về chỗ để lấy cái gậy nữa, nó sẽ tiết kiệm thời gian các bạn nhé. Goss with a long shot, but stay still. Took no gamble with a cue ball, just a little stun shot. Alex Pagulayan has beaten Alexander Kazakis 10-5. Pha xử lý rất hay của Fedor Goss ở con bi số 2 và con bi số 3 tiếp theo đó ra bi số 4 quá đẹp. Tuy nhiên cái má con bi số 4 này nếu mà thẳng tắp thì Fedor Goss sẽ phải trô về và đánh con bi số 5 vào lỗ giữa bàn kia, thậm chí là có một rủi ro là con bi cái sẽ không thoát được khỏi vị trí con bi số 7. Vâng, thưa bạn, một cái lý do rất khách quan đó là hiện tại thì đang mưa dông ở cái khu vực studio, cho nên là chất lượng đường truyền nó bị ảnh hưởng. Cầu thủ Kiên Pháp thì đang đuổi theo cầu thủ Ambition, thì số đang là 7-8. Cầu thủ Hoàng Sao thì sẽ đánh ngay sau khi trận đấu của cầu thủ Kiên Pháp kết thúc. Họ thi đấu trên cùng một bàn và phải chờ trận đấu trước kết thúc, trận đấu sau mới có thể bắt đầu được. Copini thì đang bị Elias Sanderson dẫn với tỷ số 9-7 rồi. Copini đang đối mặt với nguy cơ bị loại rồi các bạn ạ. Fedor Goss thì vẫn rất chậm rãi, xử lý dần dần từng combi một. Chúng ta đều biết là Fedor Goss có cái nhịp thi đấu làm cho nhiều người cảm giác là thời gian bị chậm lại. Mặc dù có 30 giây nhưng mà thường thì anh chỉ phát ngọn ở cái khoảng tầm 5 giây cuối cùng thôi. Cái sự ổn định đến kinh ngạc của Fedor Goss đó làm cho anh là một đối thủ rất đáng gờm khi mà thi đấu ở trong cái thể thức bấm giờ như này, tại vì là anh thường sử dụng gần hết cái khoảng thời gian được cho phép luôn. Những cái bước chuẩn bị thực hiện cú đánh của anh gần như không bỏ qua một bước nào, dù lớn dù nhỏ. Và tỷ số được cân bằng một đều cho
Fedogos. Josh felt the match was going on, right towards the end there. In front of our commentary position, I noticed that Fedor Gorsht went over and heartily congratulated. Với mong muốn chúng ta góp sức xây dựng nền tảng cho billiard Việt Nam, Mansion XHG Pool Academy được ra đời. Cùng với giáo án được cố vấn bởi huyền thoại Efren Bazaryev, chỉ đạo bởi vận động viên quốc gia và các anh tài với vô vàn thành tích, hứa hẹn sẽ là một môi trường tuyệt vời để các bạn trẻ nhiệt huyết cùng trao đổi kỹ năng vươn ra thành tích. We know Fedor Gorsht is going to be in the US Moscone Cup team. Do you think Oscar Dominguez would be a really good addition? Yeah, he's having a good season. At the end of the day. Vâng, thưa bạn, mình xin cập nhật nhanh từ các bạn. Các trận đấu đã kết thúc ở vòng 64 này. Oscar Dominguez rất bất ngờ đã loại được Francisco Sanchez Ruiz với tỷ số 13. Max Lechner thì loại Nicolas Malai với tỷ số 12. Alex Pagulayan, một cựu vô địch US Open và vô địch thế giới, đã loại Alexander Kazakis với tỷ số 15. Joshua Filler thắng Mickey Krause với tỷ số 19. Bernie Recalario thắng João Grillo của Bồ Đào Nha với tỷ số 16. Mark Bisterbos, á quân của Spanish Open năm 2023, đã giành thắng lợi trước Babken Melconian của Romania với tỷ số 15. Xie Chê Chen giành thắng lợi trước người đồng hương Liu Ritang với tỷ số 17. Maurice Neuhausen thắng Denis Grabe của Estonia với tỷ số 16. Như vậy đó là các trận đấu đã kết thúc. Và chúng ta quay trở lại với bàn TV cú phá của Fedogos ở ván đấu thứ 3. Cú phá ăn được con bi số 1. Ở bi cái thì bị đẩy lên phía băng ngắn phía trên, tuy nhiên có lẽ là còn đường để tấn công con bi số 2 vào lỗ chéo bàn. Và một số trận đấu đáng chú ý khác cũng đang chuẩn bị kết thúc, sắp kết thúc rồi. Nils Fyon đã có điểm hưu trước Robbie Capito, nhà vô địch của UK Open 2024. Elias Sanderson đang dẫn trước Kovinyi với tỷ số 9-7. Jani Uski cũng đang dẫn Yannick Pongers với tỷ số 9-7. Aloysius Yap, lá cờ đầu của BIA Đông Nam Á, đang bị Jan van Lerop của Hà Lan dẫn với tỷ số 8-7. Carlo Biado thì chuẩn bị vào bàn thi đấu rồi. Hoàng Sao thì chưa thi đấu các bạn nhé. Cầu thủ Hoàng Sao đang chờ trận đấu của Đỗ Thế Kiên kết thúc thì anh mới vào bàn thi đấu. Cú đánh rất hay của Fedor Gorsht ở con bi số 2. Cú đánh bị cái sát băng nhưng mà Fedor Gorsht vẫn có thể cu lê được. Chúng ta có thể thấy một lần nữa nền tảng kỹ thuật cơ bản của Fedor Gorsht có lẽ là số 1 thế giới. Chris Melling thì đang bị Imran Majid dẫn với tỷ số 9-8 các bạn nhé. Lúc nãy thì Melling đã dẫn trước đối phương, nhưng mà bây giờ thì Imran đã lật ngược rồi. Giải năm ngoái thì chính là trận đấu này các bạn nhé. Trận chung kết đó chính là cuộc gặp gỡ giữa Fedor Gorsht và Corbin Chung. Trong trận đó thì Corbin Chung đã giành thắng lợi trước Fedor Gorsht với tỷ số 13-6. Vâng, thưa bạn, làm lại cuộc đời, bạn hỏi một câu mình đánh giá là khá thiệt cận. Đương nhiên là cu lê nhưng mà hoàn toàn có thể đẩy nhẹ. Còn người ta cu lê với một lực lớn như vậy thì thể hiện kỹ thuật người ta quá hay. Mặc dù Corbin Chung là cầu thủ vô địch US Open năm ngoái,
nhưng mà từ đầu năm đến giờ anh chưa có được một danh hiệu lớn nào. Cầu Minh Trung đang bị tụt lại khá xa trong cuộc đua giành một suất đánh Reyes Cup. Ở trận đấu của Kiên Pháp thì Albin Ocean đã có điểm hưu rồi, tỷ số đang là 9-7 cho tay cơ người Áo. Và tỷ số được nâng lên 2-1 cho Fedorgos. Rồi là một chấm cực kỳ hay của Fedorgos mở màn bằng con bi số 2 rất quyết đoán. Vâng, thưa bạn, trận đấu của cầu thủ Dương Quốc Hoàng thì sẽ diễn ra sau khi trận đấu của Đỗ Thế Kiên kết thúc. Điều đó cũng được live trên bản T2, tức là bản TikTok của Matchroom, và chúng tôi cũng sẽ tiếp sóng trên một luồng song song của Vietnam Billiards Promotion. Vâng, rất tiếc là lúc nãy có thời điểm cầu thủ Đỗ Thế Kiên chúng ta đã dẫn trước Albin Ocean với tỷ số 6-2. Nhưng mà phải nói là bản lĩnh của cầu thủ người Áo cũng là một cái gì đó. Chúng ta không nên quên một cái thực tế là Albin Ocean là cầu thủ có nhiều thành tích nhất hệ thống World Naibo Tour tính đến thời điểm này. Vâng, thưa bạn Minh Lê, đỏ hay không thì nó cũng là một phần của trận đấu. Chỉ tiếc là Việt Nam không tận dụng được thời cơ để vào vòng trong thôi. Nhưng mà giá là cầu thủ Đỗ Thế Kiên nhập cuộc khá tốt rồi, thậm chí là rất tốt rồi đấy. Against Yannick Pongers and Jan van Lierop and Alosha Schaap locked together at 8-8. Phá ở ván đấu thứ tư của Fedorgos. Well, look how close he got to putting the one ball. Không ăn được y nào. Tuy nhiên con bi số 1 này thì không biết là có thể đánh bỏng được vào lỗ giữa bàn hay không. Có lẽ nó hơi bị trôi xuống phía dưới rồi. Ở má này thì hoàn toàn có thể. Vâng, từ bạn Tấn Nguyễn hôm nay thì bạn có hỏi về riêng Livan Koteja. Thì mình là một cơ thủ cũng rất hâm mộ cả Livan Koteja lẫn Alex Pagulayan, đặc biệt là Alex Pagulayan. This is the shot where it could go wrong. And it has done that five ball being a little rude. Vâng, như vậy là Albin Ocean đang có 5 combi cuối cùng để có thể dọn bàn kết thúc trận đấu với cầu thủ Đỗ Thế Kiên. Vâng, đúng rồi, lúc nãy mình nói đến ý là Albin Ocean là cầu thủ nhiều thành tích nhất của hệ thống WNT, tức là anh ấy đạt nhiều danh hiệu vô địch nhất. Vâng, thưa bạn Phạm Hưng, nếu như mà bạn thấy bé thì bạn có thể tăng cái âm lượng ở thiết bị nghe của bạn giúp mình nhé. Tại vì mình cũng đang nghe song song luôn cùng các bạn đây và mình không thấy nó bé tí nào cả.
Coping Chung. In terms of age, the middle of the three. Yeah, difficult to see the Sanderson Coping Yi table because they're very far away from where we are, Phil. I'm trying to see who's at the table. Looks like Coping Yi is walking around the table. And in fact, on the table next to him, Imran Majid looks like he's gliding around the table. He's on the hill, 9-8. Yeah, I saw Majid and Melling walking through the casino last night and had a chat with them. I think that was pre-draw. One thing's for certain, if Elliot does win, tình huống thủ bi của Coping Chung. Tuy nhiên cái hình bi này thì có lẽ là Fedorov có thể chạm được má phía dưới của con bi số 2. Còn thưa bạn, mình là Cường Trần, bình luận viên Minh Tước thì sẽ đồng hành cùng các bạn ở ca đêm, dự kiến là từ khoảng 2 giờ trở đi. Còn thua trận này sẽ bị loại luôn. Đây đã là vòng loại trực tiếp gồm 64 cơ thủ rồi các bạn nhé. Hôm nay chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau trong vòng 64 và vòng 32. Thì có thể là ở vòng 32 thì ban tổ chức sẽ chia làm 3 lượt để tường thuật trên bàn TV. Fedorov đã cân luôn con bi số 2 vừa rồi, một tình huống quá hay của tay cơ người Mỹ. Vừa cân xong lại còn vừa gãi được con bi số 3 ra cửa lỗ nữa. Một cú đánh có rất nhiều ý đồ. Và chúng ta có thể thấy là vừa rồi nếu như mà Fedorov cân không thành công con bi số 2 thì con bi cái cũng nằm sau con bi số 8. Một cú đánh thể hiện cái sự tính toán rất kỹ càng của Fedorov. Vâng, như vậy là trên kênh TikTok của Matchroom thì cầu thủ Amin Ocean đã giành thắng lợi trước Đỗ Thế Kiên với tỷ số 17. Vâng, xin cảm ơn lời khen từ bạn Trung Đức Trần. Hôm nay thì ở trận đấu của Mickey Krause và Joshua Filler, mình có một cái nhận định là bây giờ trình độ các cơ thủ top đầu đã rất sát nhau rồi. Bước vào giải thì có khoảng hơn chục cơ thủ có thể có khả năng giành chức vô địch của một giải đấu. Cho nên cái mức độ cạnh tranh bây giờ là rất lớn và Joshua Filler đang gặp một cái áp lực phải giành được một danh hiệu lớn. Tại vì trong khoảng 2 năm gần đây là anh không giành được danh hiệu nào. Và bây giờ thì chúng ta đang nhìn thấy một cơ thủ đang có 2 danh hiệu lớn trong năm nay. Anh hướng đến danh hiệu thứ 3. Danh hiệu cũng rất lớn. Hôm nãy thì Filler đã giành thắng lợi trước Mickey Krause với tỷ số 19 các bạn nhé. Trận đấu rất căng thẳng nhưng mà cũng diễn biến rất nhanh. Rồi thì một ván dọn bàn cực kỳ hay của Fedorov mở màn bằng một cú cân combi số 2 vào lỗ giữa bàn phía bên tay trái. Đúng ra là vuốt. Chúng ta sẽ có ít phút giải lao. Còn thưa bạn, cơ thủ Hoàng Sao thì đang vào khởi động ở bàn TikTok rồi. Các bạn có thể chờ một chút, khi nào trận đấu đó bắt đầu thì chúng tôi sẽ gửi đến các bạn các luồng live của trận đấu đó cùng phần bình luận của bình luận viên Đức An. Cũng trên một luồng live song song của Vietnam Bilas Promotion. Các bạn hãy đăng ký kênh cũng như là bật thông báo để đừng bỏ lỡ những cái trận đấu trực tiếp của giải US Open năm 2024 này, cũng như tất cả các giải đấu sau đó.
What about table one, which you can see on the Matchroom Multisport YouTube channel? Is Shane Van Boning starting to assert his authority? Như là... He was 2-1 down against Francesco Candela, now it's 4-2 ahead. Vâng, đúng rồi, như vậy là cả đương kim vô địch của UK Open năm 2024 và European Open năm 2024 là Robbie Capito và Mickey Krause đều đã bị loại. So that's Melling against Majid and Copenhagen against Elliot Sanderson. Vâng, thưa bạn Công Lê, mình phải nói thật là đối với mình thì bây giờ chỉ có hệ thống World Naibo Tour mới là hệ thống đáng xem nhất, và mình nói cũng chỉ trên phương diện World Naibo Tour mà thôi. Vâng, thưa bạn NC Tuấn, mình là người đã trực tiếp hỗ trợ Francisco Sanchez Ruiz và Amin Ocean trong cái đợt tham gia ở Hà Nội vừa rồi, đợt giao lưu ở Hà Nội vừa rồi. Hoàng Sao sắp đánh rồi các bạn nhé, Hoàng Sao đang khởi động rồi. Ở chúng ta đang có hai trận đấu hưu hưu, đó là Copinghi và Elias Sanderson, cũng như Chris Melling và Imran Majid. Shane's going to clip off it and just try and get distance, leave that yellow one up the top end of the table. Vâng, thưa bạn NC Tuấn, ở hai buổi của Francisco Sanchez Ruiz và Amin Ocean ở Fairshot Academy thì mình đều là người hỗ trợ. Functional. We'll keep you updated on that one, on all of them. Chúng ta sẽ trở lại bàn trung tâm. Vừa rồi đã có một số hình ảnh của trận đấu giữa Shane Van Boning và Francisco Candela. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ trở lại với bàn trung tâm. Fedegos sẽ phá bì ở bàn đấu thứ 5. Cú phá không tốt. À, nhưng mà vẫn ăn được con bi số 4. Một tình huống may mắn của Fedegos và anh đã giơ tay. Vâng, thưa bạn Hiệp VN, thì bên phía Matchroom ấy, họ chỉ bán bản quyền bàn trung tâm thôi. Tức là bàn này chúng ta đang theo dõi, đó chính là bàn mà họ bán bản quyền từ đầu giải đấu đến cuối giải đấu cho các nhà đài cũng như là các đơn vị phát sóng. Còn bàn T1 và bàn T2, bàn T1 thì sẽ được họ tường thuật trực tiếp trên YouTube, còn bàn T2 thì tường thuật trực tiếp trên TikTok, đều là miễn phí. Tuy nhiên thì bên phía Vietnam Billiards Promotion cũng phải được họ cho phép mới được tiếp sóng trở lại về cái YouTube của mình các bạn nhé. Dù một tình huống phá may mắn nhưng mà cũng ra một hình bi rất đẹp và Fedegos đang dọn bàn. Vâng, xin cảm ơn câu lạc bộ F5 Billiards số 2 Lê Văn Thiêm đã donate cho ekip. Cảm ơn bạn rất nhiều. À, không phải đâu các bạn ạ. Cái bàn thi đấu trung tâm này thì hôm qua các cầu thủ cũng chia sẻ là nó phá khá khó. Shane Van Boning còn nói là cái bàn này nó có cái độ trượt cao hơn bình thường, cho nên là khả năng phá của cơ thủ bị ảnh hưởng. Chúng ta cũng thấy được cái điều đó qua trận đấu của Joshua Fuller và Mickey Krause ở trận đấu trước, hai cơ thủ phá không được tốt.
Sanderson's at the table now. Vâng, xin cảm ơn lời chúc từ bạn Hiệp VN. Tình huống này thì Goss cũng điều hơi bị sai má con bi số 8 ra bi số 9 mất rồi. Chúng ta cùng chờ xem anh sẽ xử lý như thế nào. Sẽ phải là đánh xuống dưới và đánh con bi số 9 lên lỗ góc phía xa bên tay trái. Như vậy là một trận đấu hiu hiu đã kết thúc. Imran Majid đã loại Chris Melling với tỷ số 19. Còn trận đấu hiu hiu còn lại giữa Kubinyi và Alexander Sun vẫn chưa kết thúc. Well, I've got a roving reporter out there. Jason Shaw's just been over filling in. He said Chris Melling broke off. Ván đấu này thì Fedor Goss lại có một chấm cho mình, tỷ số là 4-1. Victor Zielinski thì đang bị Jeffrey Roda dẫn với tỷ số 5-1 rồi các bạn nhé. Jeffrey Roda đang thi đấu rất cháy. Cầu thủ trẻ người Philippines hôm qua đã thắng Joshua Filler và đẩy Joshua Filler xuống nhánh thua. So, Aloysius Yap on the hill on table 19 against Jan van Lierop at 9-8. Confirmation, Imran Majid has beaten Melling. To scratch on a safety, that will hurt. Coping Han, 7-5 in that marathon against Jonathan Pinnegar. Can't overstate just how lengthy that match has been. With no imminent resolution. Chris Reinhold has taken có vẻ như theo thông tin từ các bạn thì Dương Quốc Hoàng chúng ta đã mở tỷ số trong trận đấu với Jonas Soto. Tỷ số là 1-0 à. Well, he's 3 on up on Skylar Woodward. Carlo Biado thì mới bắt đầu trận đấu của mình thôi. Anh gặp cầu thủ người Litva Pius Labutis, tỷ số đang là 1-1 các bạn nhé. Michael Bohannon of the Philippines 1-0 up on Ralph Suke. Another Filipino with vast experience, Lee Van Corteza. He leads his fellow countryman Michael Feliciano 3-2. À, như vậy là vẫn đang khởi động. Trận đấu đó vẫn chưa bắt đầu. Hôm nay thì mình cũng có một cái nhận xét về cầu thủ Jonas Soto. Đây là một cầu thủ có cái lối đánh nó thiên về cảm hứng. Cho nên là nếu cầu thủ Dương Quốc Hoàng ta duy trì được cái nhịp độ thi đấu kỷ luật thì sẽ hạn chế được rất nhiều cái khả năng bùng nổ của Jonas Soto. Hy vọng là Dương Quốc Hoàng sẽ chiếm được lợi thế. Vâng đúng rồi, thưa bạn Hoàng Anh Thắng, ở mình đã xem qua cơ thủ bị loại trước vòng 64 này thì không có nhiều cơ thủ lớn. Các cơ thủ lớn và mạnh thì đều đã lọt vào vòng trong chứ không có bất ngờ nào quá lớn ở vòng loại cả. Cú phá của Fedor Goss một lần nữa không ăn được bi số 1 nhưng mà thay vào đó đã ăn được con bi số 7. Chúng ta chờ xem tình huống này Fedor Goss có thể cộng bi 1 và 9 hay không. Con bi số 1 này rất khó để có thể đánh ăn vào lỗ giữa bàn và điều con bi số 2. Có thể Fedor Goss sẽ lựa chọn một phương án đánh cộng bi chăng. Còn nếu như mà tình huống này cố gắng đánh ăn bi số 1 và thủ luôn. Vâng, một quyết định phải nói là rất chắc chắn đến từ tay cơ người Mỹ. He's got this aura about him where he makes you feel nervous because he wears his heart on his sleeve. You know exactly what he's going through at the table. Okay, thưa bạn, khi mà trận đấu của Dương Quốc Hoàng bắt đầu thì chúng tôi sẽ gửi đến các bạn một luồng live song song ở Vietnam Bilas Promotion. Các bạn hãy đăng ký kênh cũng như bật thông báo để không bỏ lỡ nhé. Tiếng A băng tốt của Corbin Chung. Tuy nhiên con bi số 1 này lại ra gần với lỗ góc phía trên bên tay phải. Yes, left the pot with the two in the same vicinity in the 3-4-5 open. This is a big shot. This could be the rack clincher. Và thưa bạn, trận đấu của cầu thủ Dương Công Hoàng đã được đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi ghim lên phía đầu thanh chat. Các bạn có thể click vào đó để theo dõi trận đấu của Dương Công Hoàng và Jonas Soto. We all know how quick these nine ball pool matches can turn around. That's the beauty of nine ball. It's fast paced, it can be exciting.
Vâng, thưa các bạn, gửi đến thông tin đến các bạn thì bên phía Matchroom khai thác trận đấu này trên bàn trung tâm, tức là khai thác bàn trung tâm này và bán bản quyền, cho nên họ áp dụng bấm giờ từ đầu giải đấu, chỉ một bàn duy nhất là bàn TV này thôi. Còn các bàn T1 hay T2 đến các bàn bên ngoài thì không áp dụng bấm giờ, chỉ áp dụng bấm giờ hai ngày cuối cùng nhé. Có thể thấy là Fedorov đang hoàn toàn chủ động trong trận đấu này, áp đặt được lối chơi lên Corbin Chung. Corbin Chung vào bàn chỉ có A băng hoặc là nhảy bi thôi. Corbin Yi thì vẫn đang chín đều các bạn ạ. Elliot was at the table though and he was scratching his head, so I don't know what's gone on. I'm pretty close to Elliot, so I'll get the rundown of it later on. Vâng, vừa rồi là tình huống thủ bi của Fedorov, thì làm sao mà Corbin Chung có quyền nhường lại? Chỉ phải làm một cú push out thì Corbin Chung mới có thể nhường lại thôi. À, thưa bạn, lượt đấu vòng 32 thì sẽ bắt đầu vào lúc 1 giờ luôn. Các trận đấu sẽ bắt đầu ngay sau lượt đấu này luôn. Chúng ta có thể thấy vừa rồi là một tình huống Fedorov đã cu lê áp phê để mở góc combi số 5 ra cực đẹp. Và chúng ta đang có một trận đấu hưu hưu nữa giữa Aloy Sujap và Jan Valerop. Chúng ta cùng hy vọng là Aloy Sujap sẽ loại được tay cơ người Hà Lan. Just checked up the cue ball. No fireworks here. Just good old-fashioned, effective pool. Vâng, thưa bạn, PX1 mình thì vẫn chơi dòng gậy đó. Mình hay đổi một hai cây nhưng mà đổi qua đổi lại, chứ vẫn là dòng gậy đó. Well, he missed the 8 ball in the first rack, and that one, as they say, wiped its feet. Can confirm Copin Yee has defeated Elliot Sanderson. Feel very bad for Elliot. Thật sự mà nói thì Fedorov đánh quá chắc chắn đến thời điểm này của trận đấu. Tỷ số sẽ là 5-1 cho tay cơ người Mỹ. And of course, so too could Fedor Gorsht. Already halfway to the victory line, leading 5-1. Copin Yee books a last 32 meeting with Imran Majid. Jan van Lierop and Aloy Sujap have gone hill-hill. That's on table 19. Vâng, thưa các bạn, như vậy là Corbin Yi đã loại được Elias Sanderson trong một trận đấu hiu hiu. Và đối thủ tiếp theo của anh sẽ là một tay cơ người Vương quốc Anh khác, Imran Majid. Skylar Woodward has just won rack 5 to trail Chris McDaniel 3-2. Pierce Labutis 2-1 in front of Carlo Biardo. I'll tell you what, Biardo will need to play better in that match. Ờ đúng rồi, thứ cường còn vẫn là cây đấy thôi. John Mora is being shocked by Alexa Pichel. She's 6-0 down. Michael Bohannon still 1-0 up on Ralph Suke. Lee Van Cortese and Michael Feliciano. Tough one to call, I thought, before the start. Vâng, xin chào bạn Vũ Quang Hợp. 5-2 on Wu Kunlin, who was a semi-finalist in the World Nine Ball Championship in Kielce, Poland last year. David Alcady has won the first rack against Vada Alamoni. Có thể nói thì Corbin Chung đang có vẻ là nhận lại những gì mà anh đã dành cho Fedorov ở giải đấu US Open năm ngoái. Tuy nhiên đây mới chỉ là bước đầu thôi. Nếu như mà Fedorov để cho Corbin Chung cơ hội lội ngược thì mình nghĩ là Corbin Chung cũng sẽ rất nhanh lật ngược được tình thế thôi. Đẳng cấp của hai cầu thủ này là quá cao.
And I can tell you, the Ukraine will have a representative in the last 32. Nếu như mà cô Minh Trung bị loại ở giải đấu này thì có lẽ anh sẽ phải chia tay với một suất dự Reyes Cup. Kể cả là theo vé wildcard, tức là vé mời, thì mình không nghĩ là một người đội trưởng sẽ chọn cô Minh Trung. Cú phá rất hay của Fedorov ở ván đấu thứ 7. Combi số 3 ra cửa lỗ, có che không? Như vậy là không may mắn cho Fedorov, một tình huống combi số 4 đã chạy từ đâu đến và che đường đánh ăn combi số 3. À, vâng, thưa bạn Nam Nguyễn Thế, WNT và Matchroom là một. Matchroom là đơn vị quản lý, còn WNT là sản phẩm của Matchroom. Tức là Matchroom là một công ty, một tập đoàn. Họ sản xuất ra một sản phẩm, đó là giải hệ thống giải đấu WNT World Naibo Tour. À, như vậy là vẫn còn đường để Fedorov có thể đánh ăn combi số 3 vào lỗ giữa bàn bên tay trái, đồng thời mở bi cái đi hai băng điều combi số 4 ở một vị trí cực kỳ đẹp. Vâng, cú đánh combi số 3 vào mép trên của lỗ giữa bàn. Ừ, đúng rồi, thưa các bạn, ngoài World Naibo Tour thì Matchroom họ còn rất nhiều mảng, ví dụ như là phi tiêu, snooker, rồi là các môn thể thao khác nữa. Họ sản xuất rất nhiều môn thể thao nhé. Họ và họ đã giúp cho rất nhiều môn thể thao nâng tầm quốc tế, rồi có thể nói là đạt những doanh thu kỷ lục. Cho nên bây giờ họ mới bắt đầu làm môn 9 bi mấy năm nay thôi. Vừa rồi thì Emery Fraser có một cái đoạn phỏng vấn nhỏ trên YouTube, các bạn có thể theo dõi. Thì cô có nói là lịch thi đấu năm 2025 này sẽ tới đây sẽ cực kỳ bùng nổ dành cho World Naibo Tour, và cũng sẽ có một số thông tin về World Cup of Pool sẽ được tiết lộ trong tuần sau. Các bạn hãy theo dõi. Vâng, nhiều khả năng thì vẫn có World Cup of Pool các bạn nhé. Mình nghĩ là họ chỉ chọn thời điểm cũng như là tiến hành các bước chuẩn bị để làm việc với các đơn vị địa phương. Ví dụ như Matchroom là một tổ chức toàn cầu thì họ sẽ phải phối hợp với các nhà tổ chức ở địa phương quốc gia đó, quốc gia sở tại, thì rồi là cấp phép các thứ thì họ mới có thể công bố được giải đấu. Cho nên mình rất hy vọng là World Cup of Pool vẫn được tổ chức cho năm 2024. Chúng ta đang có những hình ảnh của trận đấu giữa Francesco Candela và Shane Van Morning. Shane đang dẫn với tỷ số 5-2. Francesco Candela này rất có duyên gặp Shane Van Morning các bạn nhé. Nhưng mà anh cứ gặp lần nào là thua lần đấy thôi, làm sao mà thắng được Shane. Đúng rồi, đây đã là ở vòng loại trực tiếp rồi các bạn ạ. Không, World Cup of Pool vẫn là giải đấu thường niên các bạn ạ. Còn năm nay thì họ công bố hơi muộn một chút thôi. Chúng ta cùng chờ xem thông tin vào tuần sau. He caught it grossly thick.
Vâng, rất tiếc là cầu thủ người Singapore Aloysius Yap đã để thua Jan Valerop của Hà Lan tỷ số 9-10. Như vậy là Aloysius Yap sẽ có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho Hà Nội Open cũng như Reyes Cup. I know you might think I'm talking absolute garbage, but I've seen him do it three times this season. Ui, câu hỏi của bạn Nam Nguyễn Thế khó trả lời quá. Đánh áp phê thì mục tiêu có bắt áp phê 1-1 từ bi cái không, nó còn tùy vào lực của các bạn, tùy vào cái điểm áp phê của các bạn rồi các thứ, nó rất nhiều yếu tố các bạn ạ. À, thưa bạn Thịnh Trương, là ở giải đấu này thì 4 ngày thi đấu đầu tiên họ chỉ bấm giờ trên bàn TV trung tâm thôi, còn đâu các bàn khác thì không. Lý do là bàn TV trung tâm họ sẽ khai thác và bán bản quyền cho các đơn vị phát sóng ở các nước. Ví dụ như Việt Nam Bilas Promotion mua lại quyền phát sóng ở lãnh thổ Việt Nam. Thì họ sẽ khai thác và có bấm giờ giải đấu này, bàn thi đấu này. Ồ, chúng ta lại có một chút vấn đề về kỹ thuật rồi. The genius safety shot on the... Phục hồi tóc keratin chỉ 88k, còn tặng thêm một suất chăm sóc già miễn phí, chỉ có 50 suất đăng ký. À, chia sẻ với các bạn vì sao Shane Van Boning dùng gậy đánh để phá ấy, thì các cầu thủ nước ngoài họ đã thử nghiệm và họ thấy là gậy đánh ấy, dùng để phá 9B xếp cao break box này họ sẽ tạo được cái lực trô tốt hơn. Cho nên là nếu như họ không dùng gậy đánh để phá thì họ cũng sẽ có một cái ngọn phá nhưng mà thay đầu tẩy ra để đánh. Khi đó thì họ sẽ dùng cái ngọn đó để phá. Francisco Sanchez Ruiz và Shane Van Boning là hai người như vậy. Phá break box thì xếp cao chứ sao lại xếp thấp cả. Cách chọn thành viên của World Cup Pool thì bây giờ mình cũng chưa biết các bạn nhé. Sang tuần thì Matchroom sẽ có thông tin về World Cup Pool thì chúng ta sẽ biết được cụ thể hơn. Cú phá của Fedorov mà không đưa được con bi số 1 vào lỗ giữa bàn. Và cú phá này thì anh ấy không may mắn, không ăn được con bi nào khác. Tuy nhiên thì con bi số 1 lại đang bị che bởi con bi số 7. Một tình huống khó dành lại cho cô Minh Trung và rất có khả năng là tay cơ người Đá Bắc Trung Hoa sẽ phải thực hiện một pha đánh push out. Xin cảm ơn bạn Raymond Đăng đã ủng hộ cho ekip. Tình huống này cũng có thể nhảy để cộng vào bi số 6 được, tuy nhiên con bi cái nó sẽ lụt xuống phía dưới này. Và con bi số 1 sau khi ăn con bi số 6 thì sẽ lại trôi lên trên, cho nên là chưa chắc đã ra một hình bi đẹp cho cô Minh Trung. Quyết định nhảy nhưng mà trượt luôn con bi số 6 của cô Minh Trung. Tiếng này thì Fedorov có lẽ sẽ thực hiện pha thủ bi. Một tình huống chạm vào phía bên trái của con bi số 1, cân nó sang phía trên con bi số 4 và số 5 và bi số 9 kia. Bị cái đi 3 băng ra sau bi số 5 và bi số 9 sẽ là một tình huống thủ bi mà Fedorov sẽ sử dụng rất nhiều lần rồi. Và như vậy là anh chỉ thủ đến tầm lưng chừng bàn. Một quyết định theo mình là hơi bị mạo hiểm của Fedorov khi không tạo được cái khoảng cách với con bi số 1. Vừa rồi nó đi thêm một chút nữa thì sẽ lực nó không chuẩn thì sẽ hở sườn.
Vâng, đúng rồi thưa bạn, NC Tuấn, giải đấu US Open năm nay tổ chức sớm hơn mọi năm khoảng tầm 1 tháng. Năm ngoái thì các cầu thủ hoàn thành giải đấu US Open đã bay sang để tham dự Paris Open cũng như Hà Nội Open ở Việt Nam luôn. Carlo Biado đang dẫn Pius Labutis với tỷ số 3-2 các bạn nhé. Chúng ta lại chờ xem một tình huống kick and stick đến từ Fedogos. Duân Chua đang dẫn trước Naoki Oi với tỷ số 2-0 rồi các bạn. Rồi, một tình huống A bằng thủ được của Fedogos, tuy nhiên Cô Minh Trung có thể nhảy được con bi này. Vâng, xin cảm ơn donate từ bạn Sancho Fashion, Santino Fashion, với lời nhắn mong rằng Hoàng Sao sẽ tái đấu Shevan Boning. Mình cũng kỳ vọng vào trận đấu đó, tại vì một cái lý do là cái lối chơi của Hoàng Sao có lẽ sẽ khắc chế được cái lối chơi dựa trên cảm hứng rất nhiều từ Jonas Soto. Hoàng Sao đang thi đấu rồi. Ở trên một luồng song song, chúng tôi đang gửi đến các bạn trận đấu của Hoàng Sao và Jonas Soto. Dương Công Hoàng đang dẫn trước với tỷ số 2-0. Cơ hội dọn bàn lại thuộc về Fedogos. Rồi con bi số 1 thì cắm lại tưng ra và đánh con bi số 2 vào lỗ giữa bàn phía bên tay trái. Con bi số 4 ở giữa bàn nhưng mà cũng phải lựa chọn lỗ cho chuẩn, nếu không thì sẽ rất khó điều ra được má đẹp để thuận lợi điều tiếp con bi số 5. Vâng, từ bạn Hoàng Anh Phùng, rất cảm ơn donate từ bạn và lời nhắn là Kiên ơi, chủ nhật làm cái Ray 13. Rất mong là bạn Kiên sẽ trả lời bằng một super chat khác. Yes, last 16 followed by quarter final action. Thưa bạn, Việt Nam thì chỉ còn một cơ thủ duy nhất, đó là Dương Công Hoàng thôi. Cách đây ít phút thì cơ thủ Đỗ Thế Kiên đã để thua trước Ambin Ocean với tỷ số 17. Như vậy là trô về để đánh con bi số 4 vào lỗ góc phía dưới bên tay phải. Đó là sẽ là một tình huống tâm bi ra một chút để điều con bi số 5 thôi. Vì này thì có thể nói là cái việc đánh ăn bi nó sẽ khó hơn là việc điều bi số 5. Cho nên tập trung đánh ăn bi là được. À, như vậy là một tình huống đánh trượt bi số 4, ăn bi số 6 của Fedogos. Sẽ phải nhảy bi. Ừ, nếu Dương Công Hoàng vào vòng trong thì ở trận tiếp theo anh sẽ gặp Shane Van Boning các bạn ạ. Chiều đó mấy giờ thì mình cũng chưa được cập nhật. Và một tình huống nhảy bi vừa rồi thì khả năng ăn của Fedogos là rất cao. Tuy nhiên lại không thuận lợi để điều con bi số 5. Vừa rồi có thể nói là một sai sót trong khâu xử lý con bi số 4 của Fedogos. Nếu mà là mình thì mình cũng sẽ không đánh cái đường va vào con bi số 6 như vậy đâu. Tại vì con bi số 6 cứ để đó rồi xử lý sau cũng không vấn đề gì cả. Cứ tập trung đánh ăn con bi số 4 thôi. Rồi như vậy là Fedogos đã thực hiện một pha thủ bi, lại là một pha thủ bi cực kỳ hay của Fedogos. Chúng ta thấy là con bi số 5, số 7 và con bi cái gần như là thẳng hàng.
Một tình huống A băng chạm vào con bi số 5, tạo ra một tình huống không dễ. Tuy nhiên thì Fedorov vẫn hoàn toàn có thể xử lý được. Vâng, thưa bạn, Fedorov là người Nga, đó là điều chính xác. Nhưng Fedorov chưa có quốc tịch Mỹ, đây cũng là một điều đúng. Tuy nhiên, Fedorov đã có thẻ xanh để có thể làm việc và sinh sống ở Mỹ. Cho nên là theo luật của hệ thống giải WNT thì họ sẽ công nhận Fedorov là người Mỹ khi thi đấu trong hệ thống giải WNT. Bản thân Fedorov thì cũng đã thi đấu cho đội Mosconi Mỹ từ năm 2023 rồi. Chỉ còn 2 bi nữa thôi. Cô Bình Trung vào bàn và chỉ có thấy nhảy bi với cả A băng thôi. À, cách bắn bi giữa hòm giống Fedorov thì bạn cứ nhìn theo anh ấy làm như thế nào và đánh hệt như vậy là bạn sẽ đánh được. Còn mình nói thì nó cũng không trực quan bằng việc là bạn xem Fedorov thực hiện. VS Cup thì đội châu Á hiện tại gồm có một cơ thủ Singapore là Aloy Sunyap, một cơ thủ Philippines là Johan Chua. Rất có thể cơ thủ thứ 3 sẽ là Kopinji, tại vì Kopinji đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng của đội châu Á và đang vào sâu ở giải US Open năm nay. Còn các bạn, Johan Chua thì đang thi đấu nhé. Johan Chua đang dẫn trước Naoki Oi với tỷ số 3-0. Để cập nhật tỷ số thì các bạn có thể lên Google và tìm cái trang web là WNT Live Score. Các bạn có thể vào đó và tìm rất nhiều thông tin về các giải đấu của hệ thống WNT cũng như là cập nhật từ giải đấu này tỷ số trực tiếp. Carlo Biardo 4-2 on Pierce Labutis. Alexa Pashelsh could be about to complete a whitewash. He's 8-0 up on John Mora. Vâng, thưa bạn, Nguyễn Đăng Khoa thì có một cái yếu tố, đó là cái độ khác nhau của bàn. Có thể là bàn bạn đánh cái băng nó tưng hơn, cho nên là khi bạn đánh vào băng thì nó sẽ nảy ra xa cái khoảng lỗ hơn. Tuy nhiên trong cái đợt mà mình được giao lưu cùng với Francisco Sanchez Ruiz và Amin Ocean ấy, thì họ có nói là mỗi bàn thi đấu nó có một cái lực chấp nhận, tức là bạn đánh ở một cái lực đó thì bạn có thể ăn gian bi vào mom được, tức là vẫn có thể đánh ăn mà không bị lắc. Thì họ có thị phạm cho mình xem ở cái bàn có kích thước lỗ chỉ là 9.5 inch, và đúng là họ có thể ăn gian được với khoảng cách khoảng tầm gần một chấm với một lực đủ mềm. Và đó chính là cái theo họ nói là gần như tất cả những cú đánh mà họ thi đấu chuyên nghiệp họ đánh với một lực như vậy thôi. Rồi, như vậy là Fedorov đã phá không tốt ở ván đấu tiếp theo này. Tuy nhiên cô Bình Trung lại có một hình bi tệ, lại một hình bi đùi. Cô Bình Trung sẽ thực hiện một pha đánh push out tiếp theo, và tình huống push out này thì con bi số 1 có thể ăn vào lỗ góc phía trên bên tay phải được. Quan trọng là con bi cái nằm ở đâu thôi. À vâng, có thể mình nói nhầm, xin lỗi các bạn, là 9.5 cm. Lỗ 9.5 cm là lỗ được sử dụng ở những cái bàn tập ở câu lạc bộ Fairshot Academy, nơi mà Francisco Sanchez Ruiz và Amin Ocean đã đến giao lưu với các bạn học viên trẻ ở đấy.
Coe's imploded or had a night there. He's just been frozen out. Còn từ cái này thì có thể ăn được con bi số 1, nhưng mà không loại trừ khả năng là Fedorov sẽ thủ bi, đánh dư mỏng và thủ bi. Chúng ta chờ xem cái sự tự tin của Tiger người Mỹ ở thời điểm này là như thế nào. Và cái ý đồ của anh là áp đảo hay là hạn chế cái khả năng bật ngược của Kubin Chung nữa. I'll repeat. Three racks went the way of Joshua Fuller in our first match today against Mickey Krause. Cái lỗ góc phía trên bên tay phải như này, khi mà cúi xuống nó sẽ là một lỗ khuất. Cái khả năng đánh chính xác ở combi số 1 này của Fedorov sẽ bị ảnh hưởng. Ôi nhưng mà vẫn giữa lỗ. Quá chính xác, quá khủng khiếp. Fedorov sẽ phải điều ra một má đẹp để có thể cộng bi số 3 ăn bi số 5. Thứ này như là thẳng tắp rồi thì phải. Ôi đầu gậy này có khi là anh trô à? Không 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 trô đâu. Kéo lên một chút thôi. Ui trô luôn. Quyết định cho thấy là Fedorov đang phải nói là rất tự tin. Phải nói là rất tự tin. Từ hôm đó mà anh thực hiện pha trô bị cái với khoảng cách xa như vậy, đi hai băng về và vẫn điều một hình cộng bi, thì phải nói là Fedorov đang quá bay rồi mới đưa ra một quyết định như vậy. Hai băng hơi bị thiếu lực của Fedorov. Rồi à, được thêm một chút lực nữa thì con bi cái đã nằm sâu lên vào má của con bi số 6 rồi. Good news for fans of Joshua Fuller. He will appear in our next match on the main table in the last 32 against Bernie Regalario. That is a tasty last 32 tie. The young Filipino. He's tipped big over in the Philippines. They know their pool. Thứ này thủ được, Cô Bình Trung sẽ thủ combi số 3 sang phía combi số 7. Hơi bị nhẹ lực. Vừa rồi nếu mà Cô Bình Trung đánh một lực quyết đoán hơn để thủ nguyên combi số 3 ra sau combi số 7 thì nó sẽ khả năng thành công nó sẽ cao hơn. Chứ còn thủ combi cái xuống phía dưới combi số 4 thì nó quá khó. This might sound a little crazy, Phil. Talking about Skyler Wood playing Chris McDaniel. Và chúng ta cũng nhận định cái tình huống đó nhé. Các bạn nhìn cái đường đi của con bi số 3 đó. Nếu như mà đánh với một lực dày hơn, một điểm dày hơn và lực cũng chỉ cần lực như vậy thôi. À, lực thêm một chút thì con bi số 3 nó đã nằm ra đằng sau con bi số 7 rồi. Thì với một cái điểm vào bi dày hơn thì con bi cái nó sẽ không đi theo cái đường lọt qua khe của bi số 4 và số 9 nữa, mà nó sẽ nằm ở phía bên phải con bi số 4 theo góc này. Thì nó sẽ là một đường thủ theo mình nghĩ là nó hiệu quả hơn. Có lẽ là Cô Bình Trung cũng lâu không được đánh những con bi như vậy, cho nên là anh đã mất hoàn toàn cảm giác ở trên bàn. Và đánh sang xế hai băng. What's the latest with SVB and Candelo, Phil? Seems to have gone a bit quiet over there. Yeah, 8-3 now. Candelo won the 11th rack.
tình huống này thì cũng hơi bị vách ở con bì số 7. Tuy nhiên là Fedorov hoàn toàn có thể đẩy hai băng được. Well, we like a record in the stat. They're about to record the slowest match in history on tour. Well, it's quite possible that we could have two matches finished on the main table before one is finished over there, starting at the same time. Còn thưa bạn, giải đấu này thì sẽ chỉ có 3 luồng phát ở bàn TTV, bàn T1 và bàn T2 mà thôi. TTV là bàn trung tâm mà Matchroom bán bản quyền. T1 là bàn họ sẽ phát miễn phí ở trên YouTube, nhưng mà bên phía Việt Nam Bilas Promotion cũng tiếp sóng về để thêm vào phần bình luận tiếng Việt cho các bạn có thể tiện theo dõi. Còn bàn T2 là bàn TikTok của Matchroom, chúng tôi cũng có thể được quyền tiếp sóng nếu như đó là trận đấu của cầu thủ Việt Nam để có thể bình luận cùng các bạn. Vitali Pachura will take on Oscar Dominguez. Alex Pagulayan faces Max Lechner. As we've said, next up on the main TV table, it will be Bernie Regalario against Joshua Filler. Mark Beichtabosch, his next opponent will be Che Chia Chen. Imran Majid, Kopen Yi, Moritz Neuhausen, Yoni Uski, and Niels Fein against Jan van Lierop. That's the last 32 matches slotted in so far. Ko Ping Han on the hill against Jonathan Pinnegar at 9-6. Are we going to see white smoke emerging? Chris Reinhold 4-3 over. Vâng, thưa bạn, Fedorov thì đánh cũng có một chút dấu áp phê đấy các bạn. Fedorov thì thường anh ấy phát ngọn chỉ nhắm lúc ngắm ấy thì chỉ loanh quanh tâm bi thôi, nhưng mà khi vào gậy thì sẽ đánh bằng cái lực trô hoặc áp phê khá lớn và khá xa tâm bi đấy. Carlo Biardo 5-2 on Pierce Labutis. I was talking about a possible Alexa Pashelsh whitewash against John Morrow. Well, that's gone out of the window. It was 8-0, now Pashelsh leading 8-2. Michael Bohannon 4-1 on Ralph Suke. Michael Feliciano 7-4 on Lee Van Cortese. Số là 8-1 ở Fedorov sẽ phá bìa vào đấu thứ 10. 4-0 David Alcaide over Badr Alawadi. I'll give you the rest shortly. Not one result or scoreline I must give you. Shane Van Burning. Lại lần nữa thì Fedorov đã không ăn được con bi số 1. Nào, chúng ta cùng chờ xem tình huống này thì Corbin Chung có thể xử lý được ván đấu này hay không. Nếu như mà anh không sự tận dụng được cái ván đấu này thì có lẽ trận đấu sẽ nhanh chóng đóng lại. Tuy nhiên con bi số 1 này ở khoảng cách xa, thuận lợi cho anh là con bi số 2 đang nằm ở gần với lô góc phía dưới bên tay phải. Có thể đánh một lực nhẹ được, một lực nhẹ dịu êm được, nhưng mà cũng phải có một cái điều lo lắng là nếu đánh nhẹ quá thì con bi này sẽ vào dày. Không, như vậy là Corbin Chung đánh một lực dứt tay, hạn chế những cái rủi ro con bi cái nó đi không thật và xử lý tốt. Lực này cũng né được con bi số 3 rồi. Còn thưa bạn, cầu thủ Đỗ Thế Kiên thì đã bị loại bởi Armin Ocean với tỷ số là 7-10 các bạn nhé. Kachi thì anh không tham dự giải đấu này vì có việc gia đình. Anh em nhà Kachi đều không di chuyển sang Mỹ các bạn ạ. Đúng rồi, lúc nãy thì rất tiếc cho cầu thủ Đặng Thành Kiên là anh đã có thời điểm dẫn Armin Ocean với tỷ số 6-2, nhưng mà cuối cùng thì lại để bật ngược với tỷ số 10-7. Most astounding of the lot. Would you agree, Cole?
Và như vậy là Shane Van Mooning đã ở điểm hưu trong trận đấu với Francisco Candela. Và có lẽ là Shane sẽ chờ Dương Quốc Hoàng ở trận vòng 32. À vâng, lại một lần nữa xin lỗi các bạn là mình rất hay nhầm cầu thủ Đặng Thành Kiên với cầu thủ Đỗ Thế Kiên khi mà lên bình luận. Tóm lại là cầu thủ Đỗ Thế Kiên đã bị loại bởi cầu thủ Amin Ocean với tỷ số 7-10 nhé. Của Minh Trung thì cũng phải từ từ lại một chút, không nên vội làm gì cả, bàn này là của mình rồi. Having had precious little to view, this is a sign of the class of Ko Ping Chung to run these balls. Yeah, couldn't agree more. Ko Ping Chung sẽ có điểm số thứ hai trong trận đấu này, tỷ số là 2-8 sau cú phá bi không ăn được bi nào của Fedorov. Chúng ta sẽ có một trận đấu ở vòng 32 cực kỳ hay giữa Joshua Filler và Bernie Regalario. Điều đó sẽ được tường thuật trực tiếp tới các bạn trên màn TV trung tâm này ngay sau trận đấu này, đó là vào lúc 1 giờ đêm. Một trận đấu nữa cũng đáng chú ý, đó là trận đấu giữa cầu thủ người Áo Max Lechner và cầu thủ người Canada Alex Pagulayan. Wong leading 2-1. Mario He 6-5 on Konrad Yuzhushin. Jason Shaw has sprinted out to a 3-0 lead over Carl Naderberg. 4-0 for David Alcady over Badr Alawadi. Wu Kunlin 7-6 against Marvin Assis. Michael Feliciano doubling up on Lee. Còn quan trọng nhất là bây giờ Ko Ping Chung phải tìm được cú phá trên màn TV này. Mà việc tìm được cú phá trên màn TV này là một điều khá là khó. Các cầu thủ đều chia sẻ sau cái lượt đấu ngày hôm qua là bàn TV này phá không dễ một chút nào. Trong đó thì có cả Shane Van Mooning cũng nói như vậy. And I can tell you Skylar Woodward has just equalized against Chris McDaniel at 5-5. Jeffrey Ignacio and Chris Reinhold 4-4. And you've guessed it, Ko Ping Han and Jonathan Finnegar continue to duel 9-6 Ko. 3 hours 20 minutes that match. Nhưng mà Ko Ping Chung đã phá được con bi số 1. Cú phá khá tốt. Tuy nhiên con bi số 2 cũng rơi. Con bi số 3 thì ra má hơi mỏng một chút. Và khả năng điều từ con bi số 3 về con bi số 4 của Ko Ping Chung sẽ bị hạn chế bởi vị trí của con bi số 5 hiện đang đứng. Vâng, con bi số 5 này rất khó để Ko Ping Chung có thể né được trong đường điều về con bi số 4 các bạn nhé. Trừ khi anh thực hiện một pha cân con bi số 3 vào lỗ góc phía trên bên tay trái. Hoặc là đánh với một lực cắm và va xuống má bên trái phía dưới của con bi số 5 để mở cho con bi cái chạy xuống dưới này. Và một cái lực đánh né con bi số 5 ở phía trên của Ko Ping Chung. Vừa rồi mình nghĩ là một tình huống Ko Ping Chung quyết định thủ bi ấy, chứ không phải là một tình huống đánh mỏng như vậy. Cũng có thể là đánh mỏng như vậy. Tuy nhiên là cũng không thành công ở việc không ăn được con bi số 3. Và vừa rồi thì nếu như làm cầu thủ như Fedorov hay là Shane Van Mooning thì các anh ấy sẽ thực hiện một pha cân con bi số 3 vào lỗ góc phía đối diện.
thì con bi cái sẽ mở xuống phía dưới, và nếu như mà không ăn được con bi số 3 thì con bi cái cũng loanh quanh ở phía dưới này và bị che chắn đường ăn bởi con bi số 6 và con bi số 9. Thì đó cũng là một quyết định hợp lý. Tuy nhiên thì Cô Bin Trung cũng đã lấy được một lỗi từ phía Fedogos rồi. Một tiếng nhảy bi của Fedogos nhìn hơi bị không giống Fedogos chút nào cả. Dương Công Hoàng chúng ta đã nâng tỷ số lên 3-1 trong trận đấu với Jonas Soto. Và một cầu thủ đang thi đấu rất cháy đó là Copinghan đã có điểm hưu trước cầu thủ người Mỹ Jonathan Pinega. Tỷ số đang là 9-6. Joan Chuoi đang dẫn trước Nam Ki Oi với tỷ số 6-0 rồi. Hình như cầu thủ người Nhật còn không có cơ hội vào bàn hay sao? Yeah, I'm just trying to think of a scenario here, what may happen if he gets the job done at 8-3, golden break 8-4, break and run 8-5, Bedell misses a long ball 8-6, game on Phil. That's how easy things can change. Còn Chris Melling thì đã bị người đồng hương là Imran Majid loại với tỷ số 9-10 rồi các bạn. Anton Raga thì không sang Mỹ thi đấu giải đấu này các bạn nhé. Carlo Biado thì chưa thắng, anh ấy chỉ đang dẫn Pius Labutis của Litva với tỷ số 7-2 thôi. Một cú đánh chặn rất chắc tay của Cô Minh Trung vào lỗ góc phía xa bên tay phải. Một đường biểu quen thuộc qua khe của bi số 8 và bi số 9. Tiếng này thì nếu thẳng thì trô về và mở Afe ra cũng được. Tiếng này thì cắm ngang rồi. Và chỉ còn bi số 8 và bi số 9 nữa thôi. Tỷ số sẽ được rút ngắn xuống còn 2-8 cho Cô Bình Trùng. Trận đấu vẫn còn đang tiếp diễn. Bì chưa lăn hết các bạn nhé. Vâng đúng rồi các bạn, cái đội vào sâu ở giải UK Open ấy, nó có một cái điểm chung là các cầu thủ đều không có chỉ số Fargo tới 800. Chỉ tầm 709 đổ lại thôi. Đó là một bất ngờ thật sự lớn ở một giải Major. Tuy nhiên đến bây giờ thì các cầu thủ đó đều đã bị loạn. Nó cũng đúng là bản chất thôi. Ở cái giải đấu lớn như giải đấu Mỹ mở rộng với quỹ giải thưởng là 300.000 đô hơn hẳn các giải Major khác, thì các cầu thủ lớn sẽ thi đấu với một quyết tâm cũng là sự kỹ càng cao hơn rất nhiều các bạn ạ. Đó cũng là lý do mà ở những cái phiên bình luận trước thì mình đã đưa ra một cái lập luận là giải đấu này sẽ là một cơ thủ lớn, một cơ thủ đã từng vô địch World Naibo Tour sẽ giành danh hiệu vô địch chứ không phải là một cơ thủ mới nữa. Ngược lại với dự đoán của mình ở giải UK và giải European Open thì mình đã dự đoán là cơ thủ mới sẽ vô địch. Nhưng mà đến giải US Open thì mình đoán là một cơ thủ đã từng vô địch WNT sẽ vô địch ở giải đấu này. Trong số đó thì có Shane Van Boning đang rất khát khao danh hiệu thứ 6. Michael Feliciano, 2 racks away from victory over Lee Van Corteza at 8-5. Michael Bohannon, 4-2 over Ralph Suke. Alexa Pashelch still 8-3 on John Mora. Carlo Biado, after those troubles against Chris Melling yesterday, well, they're very much in the past. He's 7-2 up on Pius Labutis. Seems as though Skylar Woodward might have weathered an early storm. He was 5-2 down to Chris McDaniel. Now he's leading 6-5. Johan Chua 6-0 over Naoki Oi. Chúng ta sẽ đến với ván đấu thứ 12. Cô Minh Trung phá bi ở điểm số 3-8. As Chris Reinholdt has just gone back in front against Jeffrey Ignacio at 5-4. Lại là cú phá bi ăn được con bi số 1.
và ăn được thêm một pin nữa. Số 1 và số 7 đã rơi xuống lỗ. Tuy nhiên con bi số 2 lại ở một má rất mỏng và con bi số 3 thì dính với con bi số 9. Không hiểu là có còn đường xử lý con bi số 3 này hay không. As long as you hit the lowest ball first, if another ball goes in, you keep shooting, you stay at the table. À, có lẽ là con bi số 3 này còn đường để đánh vào lỗ giữa bàn bên tay phải mà thôi. Một hình bi rất quen thuộc khi mà cú phá bi của các cầu thủ không được chắc tay thì sẽ có một con bi dính với con bi số 9. Đó là con bi ở ngay phía trên con bi số 9 khi xếp bi. Con bi đó sẽ chỉ có một lỗ duy nhất là lỗ giữa bàn để xử lý. Tối này thì không hiểu cô Minh Trung sẽ xử lý như nào. Anh đang nhìn đường cân chăng? À, đúng là một tình huống cân bi của cô Minh Trung với ý đồ tấn công. Tuy nhiên vừa rồi thì thật sự cũng không rõ nét lắm khi mà con bi cái, nếu mà cân ăn con bi số 2 thì bi cái cũng không ra vị trí đẹp để có thể tấn công bi số 3 được. Ở vị trí này thì má mỏng của con bi số 2 lại thuận lợi cho Fedorov có thể điều vào lỗ giữa bàn bên tay phải. Điều này với khả năng của Fedorov thì hoàn toàn có thể làm được. Hơi nhẹ một chút. Còn nếu bạn nào mà xem trận đấu của Fedorov và Shane Van Morning thì các bạn sẽ có một cái cảm giác là Fedorov điều không hề lỗi một tí nào. Có những con bi điều thật sự là li ti nhưng mà cơ thủ người Mỹ vẫn điều hoàn hảo luôn. Gotta be careful here, Fedor. You don't want to start putting yourself under silly pressure. Yes, because there's nothing quite like in Q Sports seeing a massive lead eroded. You start to think that horrible thought. If I lose this, tiếng này chỉ có cô Bình Trung mới biết là thủ có hở hay không. À, người còn lại biết được là Fedor Ghost nữa. Nhưng ở góc máy quay này thì mình chịu chết. He'll feel like he's got a foot in the last 32. All of a sudden, you start to doubt yourself. He can cut this ball in. And he does cut it in. And he's got an angle on the pink four to get on the purple five. Vâng, thưa bạn, Nam Nguyễn Văn, bạn không cần phải spam đâu, mình cũng đọc được. Đương nhiên là thi đấu 3 ngày liền, mỗi ngày 10 tiếng như vậy thì đuối về thể lực là đúng. Tuy nhiên là cả hai cầu thủ đều đuối về thể lực chứ không phải chỉ một mình Fedorov. Đúng là trận đấu đó thì Shane Van Morning cũng đã thừa nhận là mình cũng may mắn rồi. Điều đó thì không phải bàn cãi, may mắn là một phần của thể thao. Ui, một tình huống đánh vừa rồi là một tình huống đánh trượt con bi số 5 của cô Bình Trung. Ăn dàn quá xa vào băng. Vâng, ăn dàn đúng một chấm như vậy với một lực căng như thế thì không thể ăn được. Yes, 10-6. The marathon of well over 3.5 hours is over. Just one word, Eureka. Vâng, có lẽ là ở ván đấu này thì Fedorov sẽ lên điểm hưu thôi. Vâng, thưa bạn, Dương Quốc Hoàng chúng ta đã nâng tỷ số lên 4-1 trong trận đấu với Jonas Soto.
Fedegos thì vui vẻ nhận cái món quà của Quyên Trung. Nếu như ở trước ván đấu này của Quyên Trung có một chút nào đó hy vọng để bật ngược thì bây giờ hy vọng đó đã trở nên tối đi rất nhiều rồi, mong manh hơn rất nhiều rồi. Vâng, đúng rồi, bạn Đạt Nguyễn nói rất chuẩn. Cô Bình Trung có một nét gì đó rất khá là cầu toàn trong cái việc điều bi của mình. Điều này cũng giống với một số cầu thủ khác thôi. Cô Bình Nhi cũng là người như vậy. Và Armin Ocean cũng là người như vậy. Thậm chí Fedegos cũng có một nét nào đó như vậy. Scarlett Woodward now with his foot on the pedal. 7-5 up on Chris McDaniel. Chua, by the way, has just gone 8-0. Carlo Biardo, 7-3 over Pierce Labutis. Michael Bohannon and Ralph Souquet, 4-2. Michael Feliciano, his lead over Levan Corteza being slightly eroded. It's now 8-6. Wu Kun Lin, 8-7 up on Marvin Assis. Vâng, thưa bạn, có một cầu thủ không hề cầu toàn, đó là Trevor Moning. Thêm vào đó là một người nữa như kiểu là Old Strickland, họ có thể đánh combi ở bất kỳ đâu. Jason Shaw cũng là một người như vậy. Mỗi người người ta có một cái sở trường sở đoản, chứ không hẳn là ai cũng cầu toàn. Khi mà đánh cầu toàn ấy thì nếu mà đánh ray dài như ở trận 120 của Goss và Shane ấy thì các cầu thủ cầu toàn sẽ rất mệt về tinh thần. Các bạn mà xem trận đấu đó thì thấy Shane Morning nhiều khi điều những con bi phải nói là kiểu 50-50 luôn, nhưng mà quan trọng là anh ấy đánh vẫn ăn. Vâng, Jayden Shaw thì đang thi đấu với tài năng trẻ người Estonia Kagnadenberg và tỷ số đang là 3-2 cho cầu thủ người Vương quốc Anh các bạn nhé. Và trận đấu của Dương Quốc Hoàng và Trevor Bonning nếu có diễn ra thì rất có thể nó sẽ vào khoảng 3 giờ các bạn ạ. Không, nó sẽ vào khoảng tầm 5 giờ sáng cơ. Một trận đấu sẽ diễn ra rất sớm trong buổi sáng ngày mai. Getting over the line is often never straightforward. Cú phá bi của Fedegos ăn được bi số 1, tuy nhiên bi số 2 ra vị trí khó. Thì hôm nay lại là một pha đánh push out của cầu thủ người Mỹ rồi. Úi dồi, Juan Chua dẫn Naoki Oi 8-0. Phong độ quá hay của Tiger người Philippines. Một pha đánh push out của Fedegos. Cái hình bi này thì thật sự thủ bi đi đâu cũng khó cơ. Trừ khi cân ngược được con bi số 2 qua khe của bi số 3 và bi số 4. Vậy là lựa chọn con bi số 6, thậm chí là bơi cái ra sau bi số 4. Và thủ bi tốt của Cô Bình Trung hơi thiếu lực một chút. Vâng, như vậy là hơi thiếu lực một chút của Cô Bình Trung rồi. Và các bạn, mình rất hy vọng là Johan Chua sẽ có một cái danh hiệu lớn. Năm nay là một năm mà Johan Chua thi đấu rất hay rồi, nhưng mà anh đã vào đến bán kết của giải đấu World Championship, rồi là chung kết của European Open
thì nếu như theo đúng cái lộ trình đó thì Joan Chua sẽ vô địch giải US Open. Và chúng ta cùng chờ xem, chưa biết được thế nào. Tình huống mà có lẽ Fedor Goss cũng không nghĩ là ăn được con bi số 2 đó. Mình cảm giác là con đó đã mất má ăn rồi, nhưng mà Fedor Goss vẫn thực hiện một cú đánh. There is not through but over. And after that, this match could be over. Có lẽ cú nhảy bi vừa rồi là cú đánh cuối cùng của cô Bình Trung trong trận đấu này rồi các bạn. Phil. Bit of awkward queuing because of the brown seven. Not saying it's going to bother him, but you've still got to take it into account. Look, he does this a lot. I'd like to speak to him to find out exactly what, why he does it. Fedor Goss đã đánh không thành công bi số 3 và qua đó đã nhường cho cô Bình Trung một cái pha cứu sinh trong trận đấu này. Vừa rồi là một cú đánh cũng phải khá kỹ về đầu gậy mới có thể điều con bi số 4 mà né bi số 5 được trong tình huống đó. Fedor Goss đã đánh dư mỏng con bi số 3. Like in this match, if Ko Ping Chung goes on to lose quite heavily, you could look back and actually think, well, actually, I have more chances than you think. Even in the push-outs that he's done. Vừa rồi có lẽ là một sai lầm hiếm hoi của Fedor Goss trong trận đấu này. He's got another chance here. The previous rack, if Ko won that rack, it would have been 8-4, is it the table now? 8-5. I know it's all hindsight, but it's amazing. Shevardnadze đang bị đối thủ Francesco Candela của Ý lội ngược dòng rồi. Lúc nãy tỷ số là 9-4 thì bây giờ là 9-6. Lúc nãy là 9-3 thì phải. Dương Quốc Hoàng thì đang dẫn trước Jonas Soto với tỷ số 5-1. Rất hy vọng là Dương Quốc Hoàng sẽ kết thúc được trận đấu này sớm. After a few stumbles, and he stumbled here. Ko Ping Chung not taking off the crown. Một ván đấu mà Cô Bình Trung đã nhảy bi không thành công và để lại cơ hội cho Fedor Goss, nhưng mà đến lượt mình thì Fedor Goss đánh trượt con bi số 3. Và hai cầu thủ sẽ nghỉ giải lao trong ít phút. Vâng, thưa bạn, giải đấu này thì anh em nhà Kachi là Eklund và Claudio Kachi đều không tham dự. Joan Chua đang có cơ hội để thắng trắng trước Naoki Oi, tỷ số đang là 9-0. SVB still a big favorite to take this match, but that sort of 9-6 area, 9-7 raised to 10. Vâng, đúng rồi thưa bạn, cái BA này nó quan trọng nhất là nhịp độ. Nếu như mà mình đã vào tay và mình đang có lợi thế thì cái cú nhảy bi vừa rồi của Cú Bình Trung có lẽ là sẽ không trượt đâu. Nhưng mà trong cái bối cảnh bị dẫn và lâu lâu mới được vào bàn thì cú nhảy đó là cú nhảy không dễ để có thể ăn được. Chúng ta đang có những hình ảnh của trận đấu giữa Shevardnadze và Francesco Candela. Bit of vision there from myself.
Cầu thủ người Ý đang phải thực hiện cú đánh push out. Đang nghiên cứu để thực hiện cú đánh push out trong cái ván đấu thứ 15 này. 16 này. And he's not doing it on purpose, is he, Phil? It's just his style of play. It's a little bit like darts. You have dart players that play very quick. Some that play a little slower. But it's always the quicker players that struggle, isn't it? Ở tình huống này, nếu như mà Francesco Candela thực hiện một pha đánh push out lên phía trên theo cái góc anh chỉ như này, thì chắc chắn là Shevardnadze sẽ trả lại. Theo mình đoán là như vậy. Còn nếu như mà để ở phía dưới hoặc là phía bên phải bàn phía trên thì trên sẽ thực hiện. Nào, trên sẽ trả lại luôn, đúng rồi. It's the final day today, but this is the last day where there is a shot clock on the main match table and on none of the others. Một thứ này rất khó cho Francesco Candela có thể thủ được. Nếu mà anh cân dọc con bi số 2 lên, đưa con bi cái xuống phía dưới con bi số 5 thì cũng khó, tại vì con bi cái nhiều khả năng sẽ va chạm vào bi số 4 và không chui được xuống phía dưới này. Như vậy là anh cân sang bên đối diện. Phòng thủ bi không được thật sự là kín của Francesco Candela. Vâng, thưa các bạn, các trận đấu của Carlo Biado, Michael Feliciano, Joan Chua đều không có luồng thủ thuật trực tiếp các bạn nhé. Michael Feliciano đang hòa Livan Cotesa 8 đều rồi, lúc nãy thì anh dẫn đối thủ với tỷ số 8-4. Thủ bi của Shane Van Boning ở con bi số 2. Và chúng ta sẽ quay trở lại với trận đấu của Fedorov và Corbin Chung ở ván đấu thứ 14. Cú phá bi tốt của Corbin Chung ra hình bi số 2. Vâng, đây là một cú phá tốt của Tiger người Đài Bắc Trung Hoa. Có thể trô con bi số 2 về để đánh con bi số 3 vào lỗ góc phía dưới bên tay trái. Và bi số 4 sẽ tiếp tục đánh vào lỗ góc phía dưới bên tay phải. À, vâng, thưa bạn, ở thời điểm này thì mình không đánh giá Anton Raga hay Joan Chua nhé. Joan Chua ở thời điểm này đánh 9 bi quá hay. Còn 10 bi thì mình không nói được. While we weren't looking, Carl, the last 32 has begun. Moritz Neuhausen and Jonny Uski over on table 10, underway. I must tell you about table 23, Johan Chua handing out a 10-0 whitewash to Naoki Oi. Chúng ta đang chờ xem một chấm của Cú Minh Trung trong ván đấu này. Johan Chua keeping up the good form, semi-finalist at the World Championships, runner-up at the European Open. And he's into the final 32 here at the US Open. And he will be favourite to beat either BJ Ussery or Jeremy Jones next. Mm-hmm.
Còn có một kịch bản nào đó mà cô Minh Trung đi chấm ván này để rút ngắn tỷ số xuống 5-9 xong rồi đi 5 chấm nữa thì phải nói là Fedorov sẽ về tập lại con bi số 3 ở ván đấu trước khoảng tầm 1 triệu lần. Úi giời, sao má con bi số 9 lại vách như thế này. Và như vậy là Shane Bonin đã kết thúc trận đấu với Francesco Candela tỷ số là 16. Có lẽ là sau cú thủ bi của Shane ở con bi số 3 thì con bi số 2 thì Francesco Candela đã không đỡ được đạn và Shane dọn bàn. Như vậy là Shane Bonin đang chờ Dương Quốc Hoàng chúng ta ở vòng đấu tiếp theo. Coping Chung narrows the gap to 9-5. Và trên màn TV thì Ko Bin Chung đã rút ngắn tỷ số với Fedorov còn 5-9. The Vietnamese star 6-1 upon Spaniard Jonas Suter Camino. Mario He 7-6 on Conrad Yuzhushin. The bright start of Jason Shaw. It's been wiped out. It's 3-3 there. 7-1 cho Dương Quốc Hoàng rồi. Rất áp đảo, rất hay. 6-2 for David Alcady over Bada Alawadi. Wu Kun Lin on the hill against Marvin Assis at 9-8. Same score. Michael Feliciano on the hill against Lee Van Cortese. Và có một số trận đấu đang đi đến hồi kết. Chúng ta có thể thấy là Wu Kun Lin đang dẫn trước tài năng trẻ Marvin Assis với tỷ số 9-8. Michael Feliciano đang dẫn trước Lee Van Cortese với tỷ số 9-8. Alexa Peschels thì đang dẫn trước John Mora với tỷ số 9-5. Skyler Woodward đang dẫn trước người đồng hương Chris McDaniel với tỷ số 8-6. Đội trưởng Mỹ cũng đang thật sự là rất quyết tâm. Skyler Woodward 8-6 on Chris McDaniel. Biardo and Woodward on collision course. That would be an interesting match. BJ Ussery now 5-2 up on Jeremy Jones. Is our commentary colleague running out of steam? Vâng, thưa bạn, trận đấu của Shane và Bonin dự kiến với Dương Quốc Hoàng thì sẽ diễn ra vào lúc 5 giờ sáng nhé. And that's it in the last 64. One rack on the board in the last 32. Finland's Joni Uski. Ở vòng 32 thì họ sẽ chia ra 3 khung giờ để thi đấu, đó là các khung giờ vào lúc 1 giờ, 3 giờ và 5 giờ. Thì trận đấu của Shane Van Boning là vào lúc 5 giờ sáng. Cú phá bi này của Ko Bin Chung thì lại không tốt rồi. Không ăn được bi nào hết. Là con bi số 1 này thì có đường hay không? Con bi này như không có đường ăn nhưng mà có thể là có đường chạm dành cho Fedorov để thực hiện một pha thủ bi nếu như mà phương án thủ bi là phương án tốt. Vâng, con bi số 1 sẽ đánh vào phía trên con bi số 2 kia. Đưa con bi cái xuống dưới con bi số 8 và chạm nhẹ vào con bi số 7. European Open, Phil, Fedorov was 9-5 up against Skyler Woodward and lost. So it can happen. Vậy là va chạm vào con bi số 3. It can indeed. Vậy má con bi số 1 vừa rồi không quá mỏng. Woodward had a little bit of luck into escaping a snooker and then from that point on he was superb.
Còn thưa bạn, Johan Chua thì sẽ gặp cơ thủ thắng trong cặp đấu giữa Jeremy Jones và Billy Junior Useri. Một pha thủ bi bị hở của Fedorov ở con bi số 1. Khá khó cho Cú Bình Trung đây. Có lẽ sẽ thực hiện một pha đánh thủ bi sinh viên thôi, đẩy con bi cái xuống va chạm bi số 8 và giữ đuôi sau con bi số 7. Không có băng. Và một sai lầm của Cô Minh Trung vừa rồi, có lẽ là anh lo sợ nếu mà đánh một cú đánh con bị cái trôi xuống xa hơn ở phía dưới thì Fedorov sẽ nhảy được. Cho nên đánh một cái lực vừa phải thôi để hạn chế khả năng nhảy bi của Fedorov. Tuy nhiên đó là một cú đánh quá nhẹ và không có bi nào chạm băng. Và chúng ta lại có một trận đấu hiu hiu nữa giữa hai cầu thủ người Philippines là Livan Coteza và Michael Feliciano. Xin phép các bạn là không nói trước, tại vì tình huống này con bi số 3 ra con bi số 4 này cũng khó. Và Fedorov đã điều vách quá rồi, con bi này có lẽ sẽ phải đánh lên trên và điều con bi số 4 xuống lỗ góc phía dưới. Cái khả năng điều về con bi số 7 và bi số 8 này cũng không dễ từ con bi số 6 đâu. Cho nên là cái ván đấu này vẫn chưa phải là ván đấu dễ ăn dành cho Fedorov. Ở má này thì lại vách về phía con bi số 9 nữa. Cho nên Fedorov có lẽ sẽ phải trô về và mượn má bi số 9 để nó chạy về phía dưới bên tay trái của con bi số 5 chăng. Hoặc là trô trực tiếp về và chấp nhận đánh con bi số 5 ở má hơi mỏng. Vậy là trô về và mượn má bi số 9. Đây sẽ là con bi chìa khóa của ván đấu này. Sẽ để một má tương đối mỏng ở con bi số 6 để có thể thoải mái đánh điều con bi số 7 vào giữa khe của bi số 7 và bi số 8 kia sẽ là đẹp nhất. Còn nếu như mà điều ra má mỏng ở con bi số 7 này thì sẽ phải đánh sàng C con bi số 7 để ra con bi số 8 sẽ là một tình huống khó. Rồi như vậy sẽ ra má tương đối dày ở con bi số, tương đối thẳng ở con bi số 6 này rồi. Từ này một cú đánh cu lê và cuộn thì sẽ có khả năng rơi cái. Ôi, anh có thể mở được áp phê. Tiếng đó cần phải xem lại. Tiếng đó cần phải xem lại các bạn ạ. Có thể đó là một cú đánh A băng của Fedorov ở con bi số 6. Vâng, đó là một cú A băng của Fedorov ở con bi số 6 các bạn nhé. Không phải là cú đánh trực tiếp mà anh đã đánh một cú A băng và ăn con bi số 6. Sau đó mở áp phê xuống dưới này. Một cú đánh cực kỳ đẳng cấp của Fedorov. Good shot to get on the brown seven there from Fedor.
Quái, cú đánh vừa rồi là cú đánh cực kỳ hay của Fedorov. Có lẽ ở góc nhìn của mình thì Corbin Chung cũng nhìn được đúng cái đường mà Fedorov đánh con binh số 6 đó. Thật quá bất ngờ. Một cái pha cứu sinh thứ hai mà Fedorov nhường cho Corbin Chung. Nhưng mà Corbin Chung vẫn phải A băng. Huống vừa rồi thì chắc chắn là không quá khó dành cho tay cơ người Đài Bắc Trung Hoa. Trận đấu vẫn còn. Trận đấu vẫn chưa kết thúc. Một ván đấu mà Fedorov đã đánh khá thuyết phục đến con bi số 8. Hình bi vừa rồi là hình bi không dễ. Fedorov giải quyết đến con bi số 6 ra con bi số 7 cũng khá đẹp rồi. Nhưng mà đúng là cái má để con bi số 8 thì không thể nào mà giữ được ở má dày hơn. Cho nên là Fedorov đã phải đánh một cú đánh đưa bi cái sang C2 băng. À, rút về nữa. Còn đó là cú rút về băng dài và xả ra một băng ngắn phía trên nữa. Và anh đã không thành công. Và người ta vẫn nói là trong bia có rớp. Trước đây thì Fedorov đã gặp một cái rớp đó là filler. Thắng filler được xong thì bây giờ là Corbin Chung. Cái rớp đó thì sẽ ám ảnh tâm lý của các cầu thủ. Nếu khi nào họ giải được cái rớp thì thôi. Năm ngoái thì Fedorov đã thua rất sâu Corbin Chung với tỷ số 13-6 trong trận chung kết của US Open là giải đấu này. Bây giờ thì mặc dù dẫn với tỷ số lúc nãy là 9-3 và vừa rồi thì lại là 9-5, nhưng mà Fedorov đã không dứt điểm được hai cơ hội liền. Jason Short in a battle with Conn Nadeberg at 4-4. Mario He 8-7 up on Konrad Yuzhushin. And it looks like being Shane Van Boning against Duong Quoc Wan. Các bạn thì Feliciano vẫn đang hòa Livan Koteza với tỷ số 9 đều. Biado thì đang ở điểm hưu trước Pius Labutis, tỷ số đang là 9-4. With regard to the last 32, Oscar Dominguez has taken the first rack from Vitali Batsura. Chechia Chen 1-0 up on Mark Bash Devosh. And Yoniuski 2-0 over Moritz Neuhausen. Cú phá tốt của Corbin Chung nhưng mà rơi cái. Còn gì để nói nữa không? Vừa rồi là một tình huống phá ăn được bi số 1 và bi số 2. Không xin lỗi các bạn, bi số 1 và bi số 4. Tuy nhiên bi cái lại đi va chạm vào con bi số 2. Vâng, vừa rồi góc máy quay ở phía trên trần đã cho chúng ta thấy một cái hình bi của con bi cái. Mấy cái ván phá gần đây của Corbin Chung thì con bi cái thường có một chút áp phê bên tay trái và chạy lụt xuống phía dưới, sau đó mới chạy lên. Trong tình huống vừa rồi thì con bi cái đã lụt xuống phía dưới, đi va xuống băng ngắn phía dưới nhưng mà lại va vào phía dưới con bi số 2 và rơi vào lỗ góc. Nếu như ván đấu này có một hình bi khó thì sẽ là hình bi số 7. Fedorov sẽ phải điều từ bi số 6 ra bi số 7 thuận lợi. Còn nếu không thì nếu để một má mỏng thì sẽ rất dễ nghĩ ngợi đến con bi anh vừa trượt ở con bi số 8 ván trước. Where it may go wrong as well, because he might not get ideal
on the green 6 to go on the brown 7. Và chúng ta có thể thấy là Fedorov cũng hơi bị sai má một chút ở con bi số 3 này. If this was early in the match, it would be a no doubt. Mặc dù có quyền đặt bi. He was in supreme command of the contest and himself. Now though, tension palpable. Wow, sẽ là một má hơi mỏng của con bi số 6. Fedorov sẽ thực hiện một lực đánh sang C. Không như vậy anh sẽ mở AF một băng thôi, thậm chí là hai băng để về phía bên phải của con bi số 7. Và tình huống này thì xử lý tốt rồi. Cú đánh bình thường sẽ là cú đánh dựng bi cái thẳng lên. Còn nếu như Fedorov là một người đánh nghĩ ngợi nhiều thì sẽ trô về băng dài bên tay phải và xả ra. Và một cú đánh cu lê lên một chút và cũng lấy má để thuận lợi điều con bi số 8 về bi số 9 nữa. Hình bi này là tốt rồi. Trio who spearhead the US Moscone Cup team, Woodward, Gorscht, Van Boning, were all three in the last 32. Two are there. Gorscht is two balls away from joining them. Yeah, Dominguez is already there. He's in the last 32. Plus you've got JJ and BJ, so that would make another. Vâng, và như vậy là quá tam ba bận, Fedorov đã không tặng quà cho Corbin Chung lần thứ 3. Xin chúc mừng Fedorov đã trả nợ được thành công Corbin Chung ở giải US Open. Món nợ năm 2023 đã được trả trong năm 2024. Và xin chúc mừng Fedorov đã lọt vào đến vòng 32. Xin chào Corbin Chung, anh sẽ phải tiếp tục chứng kiến hai người anh em của mình thi đấu ở giải đấu này. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành với chúng tôi và hẹn gặp lại các bạn sau đây ít phút trong trận đấu giữa Joshua Filler và Bernie Regalario. Joshua Filler will take on Bernie Regalario.